Trung tâm Hiền Miu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều hôm nay thì Hiền Miu lại tiếp tục có hàng về, cũng xin phép làm đoạn video tiếp thị giới thiệu đến toàn thể quý khán giả anh em yêu nhạc. Cái không khí yêu nhạc thì anh em biết rồi, ai cũng muốn sắm cho mình những bộ cấu hình cao kê cao cấp và những bộ cấu hình làm sao đẹp cũng như hoành tráng. Thì nói đến phân khúc của JBL thì có rất nhiều phân khúc để cho quý khán giả anh em lựa chọn. Thì ngày hôm nay đặc biệt Hiền Miu sẽ giới thiệu tới anh em phân khúc của đời MRX500. Đây là hai phân khúc chủ đạo cũng như súp của nó. Thì MRX500 thì nó sẽ sở hữu là loa gồm có MRX515 và MRX525 cũng như súp 518. Hiền Miu đang đủ combo để giới thiệu tới anh em. Và đặc biệt ngày hôm nay thì với giá siêu tốt cho mùa hè ngày hôm nay, Hiền Miu xin phép thông báo giá để anh em nào nhu cầu đầu tư mua cho dịp hè này với giá tốt để phục vụ cho các cháu nghỉ hè anh em nhá. MRX515 và thiết kế của loa là một bát 40 đơn, một chép kèn. Đôi loa này còn nguyên cả tép cò. Thì công suất của nó là 400W, trung bình 800 và cực đại lên 1600W. Giải đánh 52Hz lên 20k. Thì đôi loa này thì mình cũng xin phép giới thiệu tới anh em là đời sản xuất made in núi đây, cực đẹp, khung thành xuất sắc cho anh em. Về bát tép thì anh em yên tâm, sản xuất made in núi đây anh em nhá. MRX515. Ok, đôi loa này thì ngày hôm nay Hiền Miu có giá mùa hè cho anh em, giá hôm nay còn 26 triệu thôi. Bên cạnh đó Hiền Miu còn những cặp phút đục xốp với giá thành đắt hơn nữa. Nhưng đây là hàng bãi thì giá ngày hôm nay xuống rẻ so với thị trường 2 triệu, tức là giá chỉ còn 26 triệu thôi, 2 đến 3 triệu đồng, cực tốt để anh em đầu tư. Và một cặp loa MRX525 cũng tuyển chọn. Nói đến MRX525 thì nó sở hữu là bát kép, 2 bát 40 đơn, 2 bát 40 và một chép kèn neo. Anh em đang nghe tiếng của nó đó. Đời sản xuất cũng made in U đây. Đấy, cực kỳ đẹp, made in U đây anh em nhá. Thì cặp này giá những thời điểm trước thì có thể lên đến 35, 37, 40. Nhưng ngày hôm nay giá đầu hè cực tốt cho anh em, siêu tốt cho anh em, giá chỉ còn 31 triệu thôi. Quá tốt, có nghĩa là giá này là anh em đi mua phân phối có thể mua được. Nhưng tại Hiền Miu bán cho anh em mức giá đó 31 triệu. Anh em nhu cầu mua liên hệ sớm với em. 31 triệu thôi, cực kỳ tốt. Phối hợp cho anh em những dàn máy chuyên nghiệp luôn, những cục đẩy 4 kênh, vang số, quản lý nguồn, micro không dây. Thế là ở những súp 518. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Qua hay luôn. Thời gian trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau. Đàn máy anh em nhìn đẹp không? Đến mai sau nhưng ai biết ra sao. Riêng tôi đêm nay nhớ thương một Grau mới còn nhiều anh em. Ok.
duyên nhau. Anh em liên hệ sớm với em để lắp đặt những bộ cấu hình cao kê đẳng cấp chuyên nghiệp nhá. Đấy, chút bót Mỹ xịn sò 725 quá nhiều luôn. À, những đôi này M35 hay lắm, mà giá thành cực êm luôn, 725. Quá nhiều luôn. Anh em nhìn đây, những cặp 4735A này chuẩn lắm anh em nhá. Cũng giá cũng êm cho đầu hè này anh em nhá. Em đây là 9M8 này. Giá bên em như cam kết yêu thương nhất khu vực miền Bắc này, vì lượng hàng của JB của Mỹ bên em yêu về bao giờ nhiều. Và những cặp loa vừa tiền đây, mắc tin anh đây, giá để anh em nhích 8 triệu tí rồi, tầm 8 triệu rưỡi, chất lượng cao hơn. Đi vậy Mỹ. TV SP2T Mỹ xịn. Đấy, đôi này đẹp này. Giá 18 triệu đồng thôi, cực kỳ tốt. Nhiều. Còn nữa thì Miu làm video ngắn để giới thiệu tới toàn thể quý giả anh em. Anh em nhu cầu đầu tư mua liên hệ sớm với em nhá. Số tài của chúng tôi Miu 0973096520 0973033439. Nữa xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại anh em.